Vâng, xin kính chào anh chị em cô bác. Chào mừng anh chị em cô bác đã quay trở lại với kênh Mẹo Mò Mẫm của em trong buổi sáng ngày hôm nay. Lời đầu tiên xin được kính chúc anh chị em cô bác sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Hôm nay hiện tại là đã ngày là hôm Chủ nhật và đây là hôm nay chúng ta sẽ phải chờ đến lúc 6:30 tối để có được cái kết quả của giải đặc biệt ngày hôm Chủ nhật. Để dựa vào kết quả của ngày hôm Chủ nhật đó, chúng ta có thể chơi, tìm những cái cờ cầu, những cái dàn và những cái chạm để chúng ta chơi trong các ngày trong tuần tiếp theo. Thì hôm qua thì em có làm video chia sẻ cho mọi người cái cầu bắt ba càng lô, nhưng thực sự cái phương pháp đó nó rất là khó, bởi vì hai càng lô đã khó rồi, huống chi là ba càng, mà trong khi đó là những cái đường cầu chỉ ra có ba cặp số tương với sáu con số. Là 6 con số thì chơi như vậy thì chắc chắn là sẽ không bảo đảm được hiệu quả. Thì nếu mà ngày hôm qua mà mọi người có xem thì chắc chắn là mọi người cũng sẽ không bao giờ chơi, đúng không? Bởi vì nó quá nhiều số, mà chơi như thế chúng ta sẽ mất nhiều vốn mà lại lãi suất thì không được bao nhiêu. Thì em cũng hy vọng là các bác ngày hôm qua có những cái con mắt, những cái nhìn nhận nó đúng, để mọi người thì coi đó chỉ là những cái video tham khảo. Thì trước các tuần trước thì em có làm video cho chia sẻ cho tất cả mọi người một cái phương pháp bắt cái dàn đề theo ngày Chủ nhật ấy, thì mọi người cũng đã thấy rằng cái hiệu quả của phương pháp này tương đối hiệu quả, và rất nhiều anh chị em cô bác có nhắn tin vào anh chia sẻ cái phương pháp này nữa đi, và có những cái phương pháp nào liên quan đến có những cái phương pháp nào rút gọn những cái con số liên quan đến cái phương pháp này không, thì hãy chia sẻ cho bọn em. Ok, thì ngày hôm nay mình tiếp tục cái series là bắt cái dàn theo cái giải đặc biệt của ngày Chủ nhật để chơi trong ngày tiếp theo. Thì em sẽ làm video chia sẻ cho mọi người cái bí kíp để rút gọn những con số để mọi người chơi cho phù hợp. Bây giờ mọi người vẫn dựa trên những cái nền tảng mà em đã chia sẻ trước, ví dụ như trong ngày hôm mùng 7/1/2024, mọi người hãy để ý trên màn hình này, em vẽ hình vuông của nó ở góc phía trên bên phải màn hình. Giải đặc biệt ngày hôm Chủ nhật ngày 7/1/69618, thì mọi người thấy là hai cái con số cuối của giải đặc biệt đó là con số 1 và con số 8, đúng không? Tiếp theo thì mọi người sẽ sử dụng cái chạm 8 này và chạm 1 này, để mọi người, nếu mà mọi người mà không sử dụng cái phương pháp rút gọn ấy, thì mọi người có thể chơi chạm 8 và chạm 1 tương với 3 6 con số. Nhưng nếu mà mọi người sử dụng cái phương pháp rút gọn thì mọi người sẽ này như này. Bây giờ mọi người sẽ chờ các ngày trong tuần tiếp theo xem nó về chạm 8 hoặc chạm 1. Khi nó về chạm 8 hoặc chạm 1 rồi thì mọi người sẽ lọc đi các chạm đã về, và mọi người chỉ chơi các chạm mà nó chưa về. Ví dụ như trong ngày mùng 8/1 thì nó về con 89, đúng không? Tức là có chạm 8 rồi, thì mọi người sẽ bỏ cái chạm 8 này đi. Bỏ chạm 8 này đi, không chơi chạm 8 nữa mà chỉ sử dụng cái một cái chạm còn lại để nuôi trong các ngày tiếp theo. Thì chúng ta bỏ đi thì chúng ta sẽ còn 18 con số liên quan đến chạm 1. Ví dụ như là bây giờ khi mà chạm 8 nó đã về rồi nhá, thì chúng ta sẽ sử dụng cái chạm 1 để chúng ta nuôi trong cái ngày trong tuần. Và mọi người hãy để ý cái quả này, ngày hôm thứ ba 9/1 nó về 77, là về kép 77, không có chạm 1 nhé. Ngày hôm thứ tư là ngày mùng 10/1 về 32, không có chạm 1. Ngày hôm thứ năm nhé, là về 85, không có chạm 1. Nhưng mà ngày hôm thứ sáu này 12/1 này nó về chạm 1, đầu 1 luôn này. Đấy, như vậy thì đối với phương pháp này thì mọi người sẽ lọc được ra một nửa nữa, rút gọn được một nửa. Ví dụ trước kia thì hai chạm nó tương ứng 36 con số, nhưng mà khi mà chúng ta chơi phương pháp này thì chúng ta chỉ còn duy nhất là 18 con số, hoặc là nếu mà mọi người sử dụng kết hợp các phương pháp nữa thì mọi người có thể lọc được hơn nhiều hơn nữa. Tiếp tục em này phân tích tiếp cho các bác một ngày nữa này. Ví dụ ngày hôm 14/1/2024 này, hai cái số cuối của giải đặc biệt là về con 38, đúng không? Thì mọi người sẽ tìm được hai cái chạm, đó là chạm 3 và chạm 8, đúng không? Thì mọi người sẽ chờ đến các ngày tiếp theo trong tuần tiếp theo. Khi nào mà nó về một trong hai chạm này rồi thì mọi người sẽ bỏ chạm đấy đi và nuôi một chạm tiếp theo mà thôi. Bây giờ nhá.
Bây giờ nhá, mọi người hãy để ý cái chân nhá. Ví dụ như ngày hôm 15 tháng 1 tức là hôm thứ hai này thì nó về sau mút là không có cái chạm 3 hoặc chạm 8 đúng không? Nhưng ngày hôm thứ ba này ngày 16 tháng 1 nó về con 39 là có chạm 3 đúng không? Đấy thì mọi người sẽ bỏ cái chạm 3 này đi và không sử dụng chạm 3 để nuôi chắc các ngày trong tuần tiếp theo nữa, và chỉ sử dụng một chạm duy nhất đó là chạm 8. Đây chạm 8 duy nhất đấy, để mọi người nuôi này. Thì ngày hôm thứ tư ngày 17 tháng 1 về 53 không có chạm 8 đúng không? Nhưng ngày hôm thứ năm này nó về 98 thì có 108 đúng không? Đấy. Đấy mọi người cứ chơi theo phương pháp đấy thì mọi người sẽ lọc được một lửa cái số dàn mà mọi người đã tạo được từ hai cái trạm của giải đặc biệt ngày chủ nhật nhé. Tiếp theo, ngày hôm 21 tháng 1 ngày chủ nhật nó về giải đặc biệt là cái con số 19 thì sẽ sử dụng hai cái trạm đó là trạm 1 này, trạm 1 này và trạm 9 này. Đấy. Và sử dụng, nếu mà mọi người không sử dụng cái phương pháp lọc thì mọi người sẽ có được hai cái chạm, chạm 1 và chạm 9 để mọi người chơi cơ cũng là 6 con số. Và chúng ta sẽ cùng nhau phân tích này. Ngày hôm 22 nó về con 10 này, tức là có cái chạm 1 rồi, là có chạm 1 rồi đúng không? Về chạm 1 rồi thì chúng ta sẽ bỏ cái chạm 1 này đi. Bỏ cái chạm 1 đi và sử dụng cái chạm 9 để mọi người nuôi chắc cái này trong tuần tiếp theo. Và đến ngày hôm 27 tháng 1 này, tức ngày hôm thứ bảy này, nó về con 79 này. Đấy, có cái chạm 9 về luôn. Tiếp theo đến một ngày gần nhất đi. Không, một ngày gần nhất thì nó sẽ không hay nữa, bởi vì em đã phân tích những cái tuần liên quan đến cái chủ nhật gần nhất rồi thì mọi người cũng đã biết rồi. Bây giờ em chuyển sang năm 2023 để một tuần bất kỳ để phân tích cho mọi người thấy cái hiệu quả của cái phương pháp này nhé. Bây giờ một tuần bất kỳ này, bất kỳ đi, ví dụ như là ngày hôm đây ngày hôm mùng 5 tháng 3 đi, mùng 5 tháng 3 này đấy, mùng 5 tháng 3 nhé, thì hai con số cuối tại đường Việt nó về là 1 này và 108 này. Đấy, chạm 1 và chạm 8 nhé, thì mọi người sẽ sử dụng chạm 1, chạm 8. Và nếu mà chúng ta chơi cho phương pháp giữ gọn này thì trong ngày hôm mùng 6 tháng 3 nhé, thì nó về con 19 là có chạm 1 này, thì mọi người sẽ bỏ cái chạm 1 này đi, sẽ bỏ chạm 1 đi, không chơi nhé, và sử dụng duy nhất một cái chạm 8 này. Thì trong ngày hôm mùng 7 tháng 3 nó về con 77 này, vẫn về kép này, không có chạm 8 này. Nhưng ngày hôm thứ tư này, ngày hôm 8 tháng 3 nó về con 87 này, có chạm 8, nó về đúng cái chạm mà anh em đã nuôi. Đấy. Đây là một cái phương pháp rút gọn theo cái giải đặc biệt của ngày chủ nhật. Rất hy vọng rằng cái phương pháp này sẽ mang lại nhiều sự tham khảo cho mọi người. Và nếu mọi người cảm thấy video của em hay thì mọi người hãy cho em một like, một chia sẻ, một đăng ký để em có thêm nhiều động lực chia sẻ tiếp những cái video tiếp theo. Cảm ơn tất cả mọi người.